Mời mọi người xem tiếp tập 176 của bộ truyện Toàn cầu băng phong, ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế. Sau khi cô thư ký cắt đưa cô giáo lương tới phòng của Trần Hy Niên, ông ta mời cô giáo lương ngồi xuống trò chuyện. Ông ta nói, để bảo tồn những hạt giống văn minh trong tương lai và để có thể giúp được căn cứ này tiếp tục duy trì, tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ tôi, hy vọng cô cho tôi mượn sức mạnh của cô, cô lương. Ý của ông ta là muốn cô giáo lương làm thuộc hạ của ông ta, để ông ta có thể lợi dụng được cô làm việc cho ông ta. Cô giáo lương vui vẻ bắt tay với Trần Hi Niên nói, nếu như tôi có thể giúp được gì cho ông, ông cứ thoải mái phân phó. Trần Hi Niên đưa tay sang thư ký cắt nói, thư ký cắt sẽ đưa cô đến khu sinh mệnh tầng thứ hai của khu căn cứ, từ nay cô sẽ sống ở đó. Cô thư ký liền dẫn đường, cô ta nói, đi thôi, tôi sẽ đưa cô lương đến nơi ở tương lai của cô. Nghe đến đây cô giáo lương có chút bồn chồn. có lẽ là cô lo cho học sinh của mình. Một lát sau tại khu sinh mệnh tầng thứ hai của khu căn cứ, thư ký cát đã đưa cô giáo lương tới đây cô lương tò mò nói nơi này trông khá là tuyệt vời chuyển cảnh đến phía bên trương dịch lúc này men đang ở bên ngoài căn nhà an toàn cậu đang nhìn chú mèo biến dị hoa hoa chơi đùa ăn uống trương dịch nhẹ nhàng vui vẻ nói với chú mèo biến dị hoa hoa tao đã cho mày thức ăn được một tuần rồi nhìn xem mày đã ăn thức ăn của tao nhiều như vậy rồi từ nay trở đi mày sẽ là mèo của tao vào trong nhà với tao nhé con mèo biến dị Hoa Hoa quay sang nhìn Trương Dịch rồi kêu hai tiếng meo meo, dường như là đã đồng ý về câu nói của Trương Dịch. Trương Dịch nói thêm, chỉ cần mày theo tao vào trong, tao có thể khẳng định, mày sẽ có thức ăn như thế này ăn hàng ngày. Trương Dịch vẫy tay gọi chú mèo biến dị Hoa Hoa, cậu nói thêm, bên trong căn phòng rất ấm áp, có lò sưởi để sưởi ấm, hãy nhìn xem, ngọn lửa mạnh mẽ ấm áp đến mức nào, ngoài trời lạnh lắm, mày không nên ở đây. Chú mèo Biến Dị đang vuốt ve sau bữa ăn nhưng cũng không quên đề phòng Trương Dịch. Lúc này chú mèo Hoa Hoa nhìn vào bên trong căn nhà an toàn, thấy cô bé Hân Hân và Lục Khả Nhiên đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Chú mèo Biến Dị Hoa Hoa liền nhớ lại những ký ức tốt đẹp với Hân Hân khi trước, chú mèo Biến Dị được cô bé Hân Hân chăm sóc chu đáo. Lúc này Trương Dịch giơ tay ra chào mừng chú mèo Hoa Hoa, "Mày có muốn vào bên trong xem không? Bên trong căn nhà rất ấm áp và thoải mái." Chú mèo Biến Dị Hoa Hoa liền tiến lại gần Trương Dịch chứng tỏ là Hoa Hoa đã đồng ý đi theo Trương Dịch vào trong. Mên thấy tình hình đã trở nên hoàn hảo cậu thầm cười. Tuyệt vời. Một lát sau chú mèo biến dị Hoa Hoa đi theo Trương Dịch vào trong căn nhà. Trương Dịch ngồi xuống nói, trong nhà còn có nhiều món ăn ngon khác, may có muốn vào trong nếm thử không? Ngay lúc này chú mèo Hoa Hoa cũng đồng ý đi theo Trương Dịch vào trong nhà. Chú mèo vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh. Trương Dịch thì thầm cười đắc ý, cuối cùng cũng thành công rồi. Vừa vào trong nhà, chú mèo biến dị liền tiến đến chiếc ghế sofa cao cấp đắt tiền mà cào cào, vui vẻ chơi đùa với chiếc ghế. Trương Dịch cố tỏ ra là ổn mà gắng ngượng cười, nhưng bên trong là một cảm giác đau lòng khó tả. Cậu nhỏ giọng nói với Hoa Hoa, không thành vấn đề, mày có thể xem khắp nơi ở đây, từ bây giờ trở đi, nơi này sẽ là nhà của mày. Bác sĩ Châu ngồi một bên nhìn Trương Dịch và chú mèo biến dị Hoa Hoa liền nói, cũng may con mèo này không thể biến thành nữ nhân, nếu không, e rằng mình căn bản không còn địa vị trong cái nhà này. Chú mèo biến dị Hoa Hoa rất vui vẻ chạy nhảy xung quanh căn phòng, từ ghế sofa lại nhảy xuống đất, rồi lại nhảy lên bàn, Hoa Hoa chơi đùa rất vui vẻ. Sau khi chơi đùa mệt mỏi, chú mèo biến dị Hoa Hoa liền nhảy lên chiếc ghế mà nằm ngủ. Trương Dịch thấy nó đã đi ngủ cậu liền tiến lại gần, cậu nghĩ, chắc là nó ngủ rồi, tiếp tục thử tiếp xúc thêm bước nữa. Nói là làm luôn, Trương Dịch đưa tay lại gần tính vuốt ve cho chú mèo biến dị Hoa Hoa. Nhưng mà phản xạ tự nhiên của chú mèo hoa hoa rất nhạy bén, liền phát hiện ra cậu mà gầm gừ đe dọa.